Em bé Phạm Đức Lộc qua đời sau 3 năm điều trị bệnh não ống thủy. Thưa quý vị, tin từ Singapore. Phạm Đức Lộc, em bé Việt Nam 3 tuổi từng điều trị ở bệnh viện của Singapore vừa qua đời. Theo như trang Facebook của em, Phạm Đức Lộc qua đời ngày hôm thứ Năm, 19 tháng 12, năm 2019 vì bị nhiễm trùng khi đang được điều trị ở một bệnh viện Việt Nam. Bé Lộc bị bỏ rơi trước cửa chùa Vạn Đức ở tỉnh Bến Tre hồi tháng 7 năm 2016 khi nhà chùa nhận nuôi thì bé được phát hiện mắc bệnh não úng thủy, một hiện tượng tụ dịch não tủy bất thường. Lộc được điều trị ở hai bệnh viện ở Việt Nam nhưng các bác sĩ tuyên bố không thể chữa khỏi sau hai cuộc phẫu thuật. Sau khi biết về hoàn cảnh của bé, cộng đồng người Việt ở Singapore đề nghị đưa bé sang Singapore để điều trị. Tờ Straits Times cho biết bé Lộc được đưa sang Singapore hồi tháng riêng năm 2017 và nhập viện tại Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em KK. Sau vài ca phẫu thuật, tình trạng của bé đã có tiến triển. Sau khi chủ nhà hàng Nguyễn Hồng Thảo lập một trang trực tuyến gây quỹ để điều trị cho bé, cuộc chiến sinh tồn của bé đã thu hút nhiều sự chú ý của người dân Singapore. Chính dịch gây quỹ nhận được hơn 100.000 Mỹ Kim. Một trong số những người ở Singapore ủng hộ quyên góp có ông Louis NG, một nghị sĩ của Ni Sun, GRC đã nhiều lần kêu gọi gây quỹ trên Facebook và thăm bé Lộc vài tuần. Trong một bài đăng trên trang Facebook ngày hôm thứ Bảy 21 tháng 12, thì ông Louis NG cho biết ông vô cùng đau lòng vì cậu bé đã qua đời sau khi phải chịu quá nhiều đau đớn. Trả lời với Street Times, ông NG cho biết ông còn nhớ là bé Lộc vẫn ổn khi đón sinh nhật lần đầu tiên. Nghị sĩ cũng nhớ lại thời điểm người dân Singapore cảm động trước tình hình của bé Lộc hai năm trước như thế nào. Một phụ nữ Singapore thậm chí còn đề nghị chi trả hóa đơn phòng chăm sóc đặc biệt khoảng 8.000 Mỹ Kim cho mỗi ngày.